Vô cùng thương tiếc đồng chí hy sinh giữa thời bình của đồng chí Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Bùi Văn Nhiên. Hành động của đồng chí đã vô cùng dũng cảm khi ở bất cứ hoàn cảnh nào, bất cứ nơi đâu, khi Tổ quốc cần nhân dân cần, dù đã 54 tuổi nhưng đồng chí đã vô cùng dũng cảm. Sự ra đi của đồng chí Trung tá Bùi Văn Nhiên đã để lại niềm tiếc thương vô hạn đối với Tổ quốc, gia đình và đồng chí đồng đội, cùng sự cảm phục về hành động dũng cảm hy sinh tính mạng để bảo vệ nhân dân, làm sáng ngời hình ảnh bộ đội Cụ Hồ. Đồng chí Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Bùi Văn Nhiên đi nghỉ mát cùng cơ quan từ ngày 24 đến ngày 27 tháng 6 tại Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Vào hồi 6 giờ 40 phút sáng ngày 26 tháng 6, khi nghe có tiếng kêu cứu của một người đang bị nước cuốn ra xa bãi biển Phú Quốc, đồng chí Nhiên đã không quản hiểm nguy, cùng anh Quách Thanh Kết, nhân viên cứu hộ và một người khác bơi ra cứu và đưa nạn nhân vào bờ an toàn. Khi lên đến bờ, Trung tá Bùi Văn Nhiên bị kiệt sức. Mọi người trên bãi biển tiến hành sơ cứu tại chỗ cho Trung tá Nhiên và cháu Long, rồi đưa cả hai người đến bệnh viện Dương Đông Phú Quốc để cấp cứu. Cháu Long đã qua cơn nguy kịch, nhưng Trung tá Bùi Văn Nhiên đã tử vong vào khoảng 8 giờ sáng cùng ngày. Trung tá Bùi Văn Nhiên sinh ngày 8 tháng 10 năm 1969, nhập ngũ tháng 3 năm 1989, cấp bậc Trung tá quân nhân chuyên nghiệp, chức vụ là nhân viên phòng chính trị Z195, Nguyên Quán, xã Nguyên Hòa, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên, nơi ở hiện nay, làng quân nhân Z195, Hợp Châu, Tam Đảo, Vĩnh Phúc. Sau hơn 30 năm công tác, dù ở cương vị nào Trung tá Bùi Văn Nhiên cũng luôn tận tâm với công việc, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, được cấp trên và đồng đội tin yêu, quý mến. Đồng chí hy sinh đã để lại niềm tiếc thương vô hạn. Tất cả người dân của nước Việt Nam đều đang bày tỏ lòng tiếc thương đối với người lính áo xanh hy sinh giữa thời bình. Lễ viếng đồng chí Trung tá Bùi Văn Nhiên được tổ chức trọng thể tại nhà riêng. Trong thời bình, dù không phải đối mặt với các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, nhưng cuộc đời người chiến sĩ bộ đội Cụ Hồ vẫn gắn với những gian lao, vất vả, nhọc nhằn và hy sinh. Chưa bao giờ người lính biết kể công, đó là khái niệm hoàn toàn xa lạ đối với bộ đội Cụ Hồ. Bởi quân đội ta từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, chọn đời cống hiến, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Có phải lính thời nay chẳng sương gió, không có đớn đau, không phải hy sinh? Tổ quốc ơi, chúng tôi luôn thầm lặng, hiến thanh xuân cho đất nước thành bình. Thời chiến hay thời bình, người chiến sĩ vẫn dạn dày sương gió, vẫn chịu nhiều gian khổ, thậm chí hy sinh.